lên được 21, chiều cao cho nên được khoảng 15. Mình đóng thùng xốp mình gỡ rồi. Để làm lẹ này để làm mốt nó không có ra thẹo. Như cái phơm thì tự nhiên tận dụng mình xài hết. Vô vô kẽm cũng được các bạn, mấy cái tượng nhỏ nhỏ quá thì vô kẽm sau, kẽm được cái gì vô kẽm được. Đủ công rồi nè, để nguyên cái xe mình gỡ cho bạn luôn, để nguyên xe quấn bầu gỡ luôn, không được sẽ bữa.